Vâng, chào mừng quý vị đến với kênh Tubi của Đồ Gỗ Tùng 8. Và hôm nay là 8 giờ sáng ngày 3 tháng 3 năm 2019, đúng là ngày Tết âm lịch. Vâng, Tết bánh trôi bánh trùng. Vâng, thì tôi sẽ trân trọng giới thiệu với quý vị một bộ sản phẩm gồm có 3 chiếc giường và một bộ bàn thờ và chiếc sập ngồi đục ngũ phúc. Vâng, thì tôi đã quay toàn cảnh cho quý vị xem. Và trước tiên là một cái giường đục chữ hỷ đây. Còn có kích thước là 1m8 x 2m, chất liệu bằng gỗ xoan ta và được làm bằng giáp bằng phản và nhẵn nhụ, có thể người ta nằm vậy không cần chiếu cũng được. Đây là toàn cả 3 chiếc giường này. Bộ sản phẩm của chúng tôi hôm nay là gồm có 3 chiếc giường và một bàn thờ, một bộ sập thờ. Và đây tôi sẽ giới thiệu quý vị là riêng một bộ sập thờ như này. Vâng, bộ sập thờ này là nó có chân 18, có kích thước là dài 1m97, cao 1m17 và rộng 97 phân. Vâng, bao gồm cả đài nến và ngai và hạc và một đóa hoa sen. Vâng, nếu ai bộ sản phẩm này, là của chị Xuyến ở xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, và ai có nhu cầu muốn dùng bộ sản phẩm như này thì sẽ xin liên hệ với chúng tôi là đây. Số điện thoại là 0987510806 hoặc truy cập vào website đogotunglam.com, và địa chỉ của chúng tôi là nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và bộ sản phẩm này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ mít ta 100%. Và được làm theo đơn đặt hàng của chị Xuyến ở xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Và chị đã sang về cơ sở chúng tôi và đặt chiếc sản phẩm này. Và cũng như chiếc giường chữ hỷ này là của một khách hàng ở của anh Hưng ở xã Vực Trường, huyện Tam Nông. Và thì chuyến đi của chúng tôi hôm nay gồm có 3 sản phẩm, đó là 3 chiếc giường chữ hỷ như này, kích thước đều là 1m8 x 1m2, và là của một khách hàng ở Vực Trường, huyện Tam Nông, và một khách hàng ở Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Còn đây chúng tôi sẽ quay trực tiếp với sập bằng ngũ phúc, bằng ngũ cụ, và được theo tích ngũ phúc. Còn chiếc sập này là hàng VIP của chị Xuyến đã đặt cho tôi những bữa trước, tôi đã giới thiệu quý vị rồi. Và chiếc sập này là có kích thước là 1m6 x 2m, chân 22, bằng chất liệu bằng ngũ Lào, ngũ mật của Lào, và được kênh bong và rất là sắc nét. Và đã yêu cầu, theo yêu cầu của chị Xuyến là chị sẽ đặt chúng tôi là một chiếc sập được sắc nét đẹp. Và đây, chúng tôi đã phải dùng đến thợ cao tay, đã có tay nghề đỉnh cao, và đã trải chuốt những bông hoa, đóa hoa nhìn tươi như hoa tự nhiên luôn. Đây quý vị chứng nữa, nhìn đóa hoa như đang đua nở trước mùa xuân luôn. Và thì hôm nay buổi sáng hôm nay cũng là giữa mùa xuân đây, nhưng mà tiết trời hôm nay hơi u ám, như là 8 giờ sáng rồi nhưng mà rất là u ám, như là độ rõ nó không được rõ lắm, hơi mờ một chút. Còn đây quý vị muốn dùng một chiếc sập như của chị Xuyến này thì sẽ gọi vào số điện thoại 0987510806 hoặc truy cập vào website đogotunglam.com, và địa chỉ của tôi là ở tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Còn chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Và thì đây là chiếc sập gụ này. Chiếc bộ sập gụ này là cũng của một khách hàng ở Thanh Ba. Đây là toàn cảnh thôi.
Đấy. Và thợ tôi đã về làm tương đối là đủ rồi. Tương đối là đủ rồi, vào đây cho quý vị xem rồi nhé. Tương đối là đủ. Đây là mùng 3 tháng 3, Tết bánh trôi bánh trùng này, thợ tôi về làm tương đối là đủ. Và đây là trong phòng sơn, rất là tất bật. Chuẩn bị mùa xuân này và tôi đang sắp bản giao rất nhiều sản phẩm. Đây đây đây, thì trân trọng giới thiệu quý vị luôn. Còn anh thợ tôi là rất hay xấu hổ. Đây, năm nay chúng tôi sẽ có nhiều những thợ mới. Đây là một tổ trà nhám nhá. Trà nhám. Đấy, máy móc của tôi làm nó rất ổn. À, đây thợ đang lắp bàn ghế ăn. Ghế ăn. Ghế ăn. Đang đục sập thờ. Đấy, những chân sập thờ. Đây là con ong chăm chỉ của chúng tôi và chạy suốt ngày đêm và vâng, chiếc máy này chúng tôi gọi là được tên, tôi đặt tên gọi là con ong chăm chỉ và nó cứ vo vo, nó chạy suốt ngày đêm không nghỉ. Và vâng, đây đục ra những sản phẩm. Xưởng chúng tôi được chia ra làm 3 khoang. Một khoang này gọi là khoang phun sơn. Và đấy. Và khoang bên này là chuyên để cho thợ lắp ráp. Và cái khoang trải nhám này nó ở ngoài kia, ngoài bên ngoài kia. Đấy, và 4 khoang rồi. Và còn một khoang ngoài, thật ngoài kia là để chúng tôi lắp lần cuối cùng để cho nó chính xác, để chúng tôi chuyển lên xe là khoang ở ngoài sân. Và ngoài sân này. Và đây, đây là khoang trà nhám này. Trà nhám ở ngoài cùng để có đủ độ ánh sáng. Để các chị em phụ nữ là rất có tính bền bỉ mới làm được cái việc trà nhám cuối cùng này, câu cuối cùng này. Đấy, còn những thợ lắp ráp và con trai. Thợ phun này cũng là con trai. Phải có tầm tuổi từ 25 đến 35 mà sức khỏe tốt mới làm được. Đấy. Và ngoài này là cái khoang thứ tư. Khoang thứ tư ngoài này là để đến khâu thật là cuối cùng để tôi kiểm tra lại một lần cuối cùng. Để mặt hàng tuyệt đối gọi là chính xác, bắt đầu tôi là bốc rỡ lên xe. Đây, đây là khoang cuối cùng. Khoang cuối cùng rồi, có diện tích là 140 m² này để cuối cùng để lắp đặt là đã có diện tích 140 m² mà. Thì giới thiệu luôn quý vị, nếu tổng cơ sở của chúng tôi thì nó khoảng 1.200 m² là diện tích sản xuất. Và thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, thợ tôi về tương đối là đủ. Và đây là những chiếc xe của thợ thôi. Đấy. Thợ rồi. Đấy, thợ tôi dùng những cả loại chuyên cơ với là không biển số à. Hay gọi là chuyên cơ không biển số. Và thì cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này và xin hẹn gặp lại quý vị clip sau. Vâng, xin chân thành cảm ơn.